Nga tuyên bố không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ Tiêm kích F-16 trên đường đến Ukraine, hy vọng và thách thức đang xen Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt Họ đã thắng, ông Trump bất ngờ nói về Nga Anh và Đức cân nhắc hợp tác chế tạo tên lửa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nga tuyên bố không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ do người dân nước này quyết định. Chúng tôi chắc chắn sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Câu hỏi ai sẽ được bầu là dành cho cử tri. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với hãng tin TASS hôm 28 tháng 7. Theo ông Medvedev, Nga sẽ chờ đợi cơ hội để Tổng thống tương lai của Mỹ có thể cải thiện quan hệ và xoa dịu căng thẳng toàn cầu, nhưng tình hình không mấy lạc quan. Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo vệ công dân của mình trước mối đe dọa hiểm nguy nhất đang gia tăng theo cấp số nhân hiện nay. Chắc chắn, chúng tôi sẽ trao cơ hội cho Tổng thống mới của Mỹ để tránh xa vực thẳm mà phương Tây đang đẩy toàn thế giới vào đó tuy nhiên tình hình hiện tại không mấy lạc quan ông medvedev lưu ý quan chức nga cho rằng hiện không có ai đủ nghiêm túc và có trách nhiệm trong giới lãnh đạo của mỹ để hợp tác và tiến hành đối thoại thật đáng tiếc khi chính sách của mỹ đã trở nên già nua và về cơ bản là suy thoái giống như toàn bộ thế giới phương tây ông medvedev nhấn mạnh tổng thống joe biden đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng đồng thời ủng hộ phó tổng thống kamala harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ thay thế cho vị trí của ông Bà Harris nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính trị gia hàng đầu của đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ lớn của đảng. Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố dừng tranh cử, Điện Kremlin cho biết Nga có những ưu tiên khác ngoài việc chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Đối với chúng tôi, việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu hơn là kết quả của cuộc bầu cử Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Reuters hôm ngày 9 tháng 7 dẫn lời một quan chức giấu tên của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI cho rằng, dù không nêu rõ tên, nhưng Moscow một lần nữa ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump làm Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông cũng cho biết cộng đồng tình báo Mỹ không thay đổi đánh giá so với cuộc bầu cử trước. Những đánh giá đó cho thấy Moscow đã cố gắng thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng để giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2016. Ông Trump thường xuyên chỉ trích quy mô chương trình viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine khoảng 60 tỷ USD kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Hai cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Về chính sách đối với NATO, ông Trump cho biết ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ thành viên liên minh nào không chi đủ cho quốc phòng và ông sẽ không bảo vệ họ. Trong khi đó, hiến chương NATO bắt buộc các thành viên phải đứng ra bảo vệ các thành viên bị tấn công. Theo quan chức tình báo giấu tên của Mỹ, Washington chưa phát hiện kế hoạch của bất kỳ quốc gia nào làm suy giảm hoặc phá hoại khả năng tổ chức bầu cử vào tháng 11 của nước này. Tuy nhiên, Nga dường như đang thông qua mạng xã hội và các phương tiện khác đã bắt đầu cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhóm cử tri Mỹ cụ thể ở các bang chiến trường. Quan chức này cho biết, Moscow xác định ứng cử viên mà họ sẵn sàng ủng hộ hay phản đối phần lớn dựa trên lập trường của họ đối với việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và các vấn đề liên quan. UAV Ukraine vượt quãng đường kỷ lục 1.770 km tấn công căn cứ không quân của Nga. Hôm 28 tháng 7, cơ quan tình báo Ukraine cho biết quân đội nước này đã điều khiển máy bay không người lái UAV vượt quãng đường kỷ lục 1.770 km, tương đương 1.100 dặm, tấn công một căn cứ không quân của Nga ở Normans. Tờ Pravda dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Cuộc không kích này nằm trong một chiến dịch tấn công mới của Ukraine, trong đó UAV được sử dụng rộng rãi để tấn công các căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu của quân đội Nga. Quyền thống đốc khu vực Alexis Mino cùng ngày cho biết ba bồn chứa tại một kho chứa dầu ở vùng Kursk của Nga đã bốc cháy do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraine. Không ai bị thương trong vụ tấn công và đám cháy ở một trong ba, bồn chứa đã được dập tắt nhanh chóng. Ít nhất 82 lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy ở hai bồn chứa còn lại. Ông Smirnov cho biết trên trang cá nhân Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Moscow đã tiêu diệt hai máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Kursk. Trước đó, Ukraine cho biết lực lượng tên lửa của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự của Nga ở Krem, điểm cất cánh của các máy bay ném bom được sử dụng trong các cuộc giao tranh. Bộ Tham mưu Quân đội Ukraine cũng cho biết sân bay Saki của Nga phía Tây Krem là mục tiêu mới nhất vừa bị tấn công và đang đánh giá hậu quả. Quân đội Nga thường sử dụng sân bay Saki để kiểm soát bầu trời ở và Biển Đen. Các máy bay cất cánh từ sân bay Saki cũng có thể tham gia các nhiệm vụ tập kích trong lãnh thổ Ukraine. Nhờ khả năng bay độ cao 1.000m nằm ngoài tầm bắn của súng máy và súng trường tự động, máy bay không người lái đã sử dụng rộng rãi trong suốt thời gian giao tranh giữa Ukraine và Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Kiev đã đầu tư nguồn lực vào UAV trong nước để thu hẹp về khoảng cách tấn công với Nga. Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các mục tiêu của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Tiêm kích F-16 trên đường đến Ukraine, hy vọng và thách thức đang xen. Những chiếc máy bay F-16 có khả năng hóa giải mối đe dọa từ bơm lượng của Nga, nhưng cũng mang đến cho quân đội Ukraine những thách thức không nhỏ. Tiêm kích F-16 giúp hóa giải mối đe dọa bơm lượng từ Nga. Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine là bơm lượng của Nga, đây là loại bơm giá rẻ được trang bị bộ phận cánh, có thể bật ra ngay sau khi rời máy bay ném bơm, đồng thời sở hữu mô đun dẫn đường giúp tăng khả năng tấn công chính xác mục tiêu từ xa, tương tự như cách thức hoạt động của bơm thông minh SIDAM của Mỹ. Nga đang sản xuất hàng loạt bơm này và sử dụng chúng rộng rãi trên tiền tuyến. Chỉ riêng trong tháng 3, đã có khoảng 3.000 quả bơm được thả xuống chiến trường Ukraine, chủ yếu được triển khai máy bay tiêm kích ném bom Su-34 nếu Ukraine có thể bảo vệ các máy bay F-16 trên mặt đất, những chiếc máy bay này có thể giúp quân đội Kiev chống lại mối đe dọa từ bom lượng của Nga. Máy bay F-16 sẽ được trang bị tên lửa không đối không AIM-120 Amram có khả năng chuyển sang chế độ tự dẫn đường đến mục tiêu sau khi phóng, bao gồm các mục tiêu trên không trung. Hiện máy bay ném bom thời Liên Xô của Ukraine đòi hỏi người lái phải liên tục khóa mục tiêu thủ công trong suốt thời gian ngắm và phóng. Điều đó khiến công quân Ukraine gặp nhiều rủi ro vì chúng phải tiến sát mục tiêu hơn để tăng độ chính xác khi ngắm bắn. Các nước NATO cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 65 chiếc máy bay F-16. Hôm ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lô máy bay F-16 đầu tiên đang được chuyển từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine. F-16 dự kiến sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này, sát cánh bên cạnh các tiêm kích MiG-29 và Su-27 đời cũ có từ thời Liên Xô. Theo các nhà quan sát, những chiếc F-16 trong quân đội Kiev sẽ phục vụ những mục tiêu chính, tiêu diệt hệ thống phòng không và các lực lượng trên mặt đất của đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại hỏa lực Nga. Hiện tại, nhiệm vụ phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Ukraine. Ukraine gặp khó khăn khi bảo vệ tiêm kích F-16 trên mặt đất. Theo giáo sư Tristan Ron, nghiên cứu viên cao cấp về sức mạnh và công nghệ không quận tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, Ukraine vẫn phải căng mình bảo vệ những khí tài này khỏi hỏa lực Nga, trong khi chúng vẫn nằm trong các căn cứ quân sự. Đến nay, lực lượng không quân Ukraine phần lớn dựa vào chiến thuật phân tán để đảm bảo máy bay chiến đấu của mình không bị tấn công trên mặt đất. Ông Ron giải thích rằng máy bay và các khí tài quân sự khác thường xuyên được di chuyển bên trong hoặc giữa các căn cứ. Vì vậy, nếu thực sự tiến hành một cuộc không kích, Nga sẽ chỉ tấn công vào con đường trung chuyển vũ khí như đường băng hoặc các địa điểm tập kết chúng. Để tránh động cơ bị hỏng hóc, Tiêm kích F-16 cần phải có đường băng hoàn toàn bằng phẳng, được quét sạch đá và các mảnh vụn nhỏ khác để di chuyển. Những địa điểm trống trải như vậy thường dễ có khả năng bị tấn công. Chỉ riêng trong tháng 7, có ít nhất 3 sân bay đã bị tấn công, Mirohok và Kiri ở miền trung Ukraine và một sân bay ở phía nam khu vực Odessa. Moscow tuyên bố đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay MiG-29 của Ukraine, cùng với một radar và các bệ phóng phòng không Patriot có giá trị. Giáo sư Brown tin rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng tại các căn cứ quân sự hiện có đều sẽ bị các thiết bị giám sát của Nga phát hiện. Cho đến gần đây, Nga vẫn dựa vào hệ thống vệ tinh và thiết bị bay để do thám các căn cứ không quân của Ukraine. Chỉ huy đơn vị máy bay không người lái Olesen Caprua cho biết các UAV Nga đều được lập trình sẵn để tàng hình trên không. Vấn đề lớn nhất hiện nay, theo giáo sư Prong, dù có những lợi thế nhất định so với các loại tên lửa đầy cũ, tiêm kích F-16 cũng chưa phải là một loại vũ khí toàn năng. Nếu bay cao, tiêm kích F-16 sẽ dễ bị hệ thống phòng không của Nga tấn công. Nếu bay thấp, chúng sẽ phải bay sâu hơn vào lãnh thổ Nga để tên lửa có đủ tầm bắn, và điều đó thậm chí còn mang lại rủi ro lớn hơn, ông Kron nói. Chuyên gia Anatoly Kravchisky nhận định rằng các tiêm kích F-16 sẽ chỉ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine nhờ khả năng đánh chặn tên lửa hành trình. Trong khi đó, các hệ thống Patriot có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Ukraine đang thiếu một số lượng lớn tên lửa và các hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine cần ít nhất 25 hệ thống Patriot để bảo vệ bầu trời. Nhưng hiện tại, kho vũ khí của họ chỉ sở hữu rất ít loại vũ khí này. Hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev chỉ có 25% khả năng phòng không cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo ông Krabczynski, máy bay F-16 không thể hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng chúng sẽ có tác động đáng kể trong việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là bao giờ Ukraine sẽ sở hữu đủ số máy bay họ yêu cầu trong bối cảnh viện trợ vẫn nhỏ giọt. Anh và Đức cân nhắc hợp tác chế tạo tên lửa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, Tờ The Times đưa tin, Vương quốc Anh đang cân nhắc hợp tác với Đức để phát triển tên lửa tầm xa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Theo các nguồn tin, Vương quốc Anh đang để mắt đến một loại vũ khí có tầm bắn 3.200 km, có thể phóng từ Berlin tới Moscow nếu Nga quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hesley được cho là đã thảo luận về kế hoạch này trong chuyến đi tới Berlin vào đầu tuần. Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, theo một phần của chính sách phòng thủ NATO First của ông Hesley. Nguồn tin cho biết các tên lửa này dự kiến được triển khai tại Đức, thay thế các tên lửa tầm xa của Mỹ được triển khai tại nước này từ năm 2026, bao gồm SM-6, Tomahawk và các tên lửa siêu thanh đang phát triển. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố trên được ông Hebley và người đồng cấp Đức Boris Portirus ký tại thủ đô Đức trong chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh ông hedley tuyên bố chuyến công du này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng, rằng an ninh châu âu sẽ là ưu tiên quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của chính phủ mới của anh tuyên bố quốc phòng mới của chúng tôi giữa anh và đức sẽ khởi động một mối quan hệ quốc phòng mới sâu sắc được xây dựng dựa trên các giá trị chung giữa hai quốc gia chúng ta Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết hai nước sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh như lĩnh vực mạng. Tân Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn. Một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư. Các nước phương Tây ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga. Trong nhiều năm qua, Moscow đã phản đối việc NATO tiếp tục mở rộng và tăng cường quân sự gần biên giới Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẽ không tấn công NATO. Điện Kremlin cho biết Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua các hành động gây nguy hiểm cho lợi ích của quốc gia. Tên lửa Nga liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa Iskander, phá hủy điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây cùng một nhà máy quốc phòng của Ukraine ở khu vực Kharkov. Cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander của Nga vào một điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây tại Kharkov khiến hơn 100 người thương vong, trong đó có 40 huấn luyện viên phương Tây và hơn 60 người là lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7. Cũng theo bộ này, cùng ngày, quân đội Nga cũng đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào tổ hợp nhà máy quốc phòng ở Kharkov. Kết quả cuộc tập kích là hai xưởng sửa chữa và phục hồi xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy hiện phía ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên truyền thông nga cho biết hệ thống tên lửa iskander đã trở thành nỗi ám ảnh của lực lượng ukraine trong những tháng gần đây các cuộc tấn công chính xác của nga bằng tên lửa này đã phá hủy hàng loạt cơ sở chỉ huy và kiểm soát đoàn tàu chở thiết bị quân sự và trung tâm hậu cần của ukraine Ông Viktor Litovkin, đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự nhận định, hiệu quả đáng kinh ngạc của các cuộc tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine thời gian qua phần lớn nhờ vào khả năng sát thương của Iskander. Iskander có thể bay lên cao trong không gian và tấn công theo phương thẳng đứng và mục tiêu đã định. Chúng không chỉ đạt tốc độ siêu thanh khi bay, mà còn đạt tốc độ siêu thanh tại thời điểm tấn công. Ukraine cho phép các tù nhân nữ đầu tiên tham gia quân đội. Bộ Tư pháp Ukraine thông báo Kiev đã gửi 7 nữ tù nhân đầu tiên cho quân đội. Những phụ nữ này đã bày tỏ mong muốn phục vụ trong quân ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Động thái trên có thể diễn ra nhờ một đạo luật do Quốc hội Ukraine Vekona rada thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký duyệt vào tháng 5, giữa lúc quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến trong cuộc xung đột dài dẳng với Nga. Đạo luật mới cho phép những người bị kết án về một số tội danh nhất định tình nguyện tham gia quân đội Ukraine để đổi lấy việc được ân xá. Một quỹ ban y khoa quân sự và tòa án có trách nhiệm xem xét nguyện vọng của các tù nhân. Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Elena Vysokaya nhấn mạnh, luật về việc huy động tù nhân được Vekona Rada phê chuẩn đã tạo cơ hội không chỉ cho nam giới mà cả phụ nữ gia nhập quân ngũ. Bà Vysokaya thừa nhận cho đến nay, rất ít nữ tù nhân bày tỏ mong muốn tham gia quân đội. Tính đến ngày 23 tháng 7, Kiev mới chỉ chấp thuận 7 đơn xin như vậy. Bộ Tư pháp Ukraine thống kê tổng cộng có 6.101 tù nhân đã nộp đơn xin tham gia các lực lượng vũ trang để đổi lấy việc được ân xá kể từ khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.800 người trong số đó được chấp thuận. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov, từng phụ trách vấn đề hậu cần trong quân đội, đã bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng theo hãng thông tấn TASS, ông Bulgakov đã được đưa đến trại giam Butika ở Moscow. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB xác nhận đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng D.V. Bulgakov như một phần của cuộc điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng. Các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định những thông tin liên quan đến hoạt động trái phép của ông Bulgakov. Ông Bulgakov, 69 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách hậu cần từ năm 2008 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022. Ông đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 2016. Nga rút toàn bộ tàu chiến khỏi Azov khi Ukraine gia tăng tấn công. Hải quân Ukraine cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu chiến khỏi biển Azov trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng tại Ukraine. Không một tàu chiến nào của Nga ở biển Azov, Dmitry Belentenchov, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Facebook vào tối 24 tháng 7. Có vẻ như họ, người Nga, bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, ông Blentenchov nói thêm. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nơi sáp nhập Nga vào năm 2014. Ông Blentenchov từng cho biết vào tháng 3 rằng mục tiêu cuối cùng của Ukraine là hoàn toàn không có tàu quân sự của Liên bang Nga ở khu vực Azov và Biển Đen. Người phát ngôn hải quân của Ukraine cho biết trong chương trình phát sóng truyền hình quốc gia ngày 25 tháng 7 rằng Moscow đã rút tàu chiến khỏi biển Azov sau khi lực lượng của Kiev tấn công và làm hư hại chiếc phà Slavianin của Nga tại cảng Kháp ở vùng Krasnodar hôm 23 tháng 7. Chiếc phà này được cho là đã được Nga sử dụng để vận chuyển toa xe lửa, xe tải và container cho mục đích quân sự. Theo tờ Newsweek, Nga đã di chuyển nhiều tàu chiến của mình từ Crimea đến Novorossiysk do cuộc tấn công không ngừng của Ukraine. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 năm ngoái cho thấy, hạm đội Nga rút từ cảng Sevastopol ở Crimea đến Novorossiysk ở vùng Krasnodar Krai. Các tàu cũng hướng tới cảng hải quân Nga ở Feodosia, nằm xa hơn về phía đông trên bán đảo Crimea. Những hình ảnh vệ tinh gần đây hơn từ tháng 4 được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở MT Anderson của OSINT dường như cho thấy hạm đội Biển Đen phần lớn đã từ bỏ các căn cứ hải quân lớn ở Krem. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 cho biết, Krem đã bị các thiết bị bay không người lái và xuồng không người lái của hải quân tấn công trong đêm. Lực lượng Nga đã chặn và phá hủy 4 UAV và hai xuồng không người lái đang tiến về bán đảo Biển Đen. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh IHW, Dựa trên bản đồ mới nhất mô tả tình trạng chiến tuyến, các lực lượng Nga đã đạt được những thắng lợi nhỏ trong những ngày gần đây ở phía đông Ukraine. Tổ chức có trụ sở tại Washington, DC hôm 24 tháng 7 báo cáo lực lượng Nga đã tiến về phía bắc thành phố Kharkov và tiếp tục chiến đấu ở phía bắc khu vực này. Một trong những bản đồ của họ đánh dấu tuyên bố của Moscow rằng họ đã chiếm được làng Hlyborg gần biên giới và cho thấy những bước tiến khác tại thị trấn Staritsa, cách đó khoảng 30 km về phía đông. Một bản đồ khác mô tả những tuyên bố của Nga về lợi ích ở khu vực Donetsk, như việc chiếm giữ các thị trấn Nevesky và Yuripska vào ngày 21 tháng 7. Các bản đồ của ISW cũng đánh dấu những bước tiến của Nga vào ngày 22 tháng 7 về phía New York, Lipka và hai ngày sau đó là về Tynipka. Lính bắn tỉa Nga tấn công đội súng máy Ukraine Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh các tay súng bắn tỉa hoạt động ở Donbass. Trong video, có thể thấy hai tay súng bắn tỉa Nga đang nhắm mục tiêu vào một đội súng máy Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cặp đôi này đã băng qua bãi mình để tiếp cận mục tiêu, trong khi quân đội Ukraine liên tục pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Derbent, một trong hai tay súng bắn tỉa, ước tính khoảng cách giữa Anh và mục tiêu là 750 mét, nói thêm rằng, anh đã loại bỏ tay súng máy bằng phát đạn đầu tiên. Trước đó, Derbent cũng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.500 mét. Một video khác cho thấy một nhóm lính bắn tỉa được trang bị súng trường cỡ nòng lớn đang phục kích một đơn vị Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã phát hiện một con đường mà phía Ukraine thường xuyên sử dụng để tiếp tế cho quân đội mặt trận phía Nam Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Sau đó, các tay súng bắn tỉa Nga được triển khai để phục kích và ngăn chặn hoạt động của đối phương. Các lực lượng Nga hiện tại đang tiếp tục tiến hành hoạt động tấn công ở Donbass và vùng Kharkiv phía đông Ukraine. Chỉ trong một tuần qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 4 ngôi làng ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Kharkiv. Ông Zelensky, Ukraine tự sản xuất tên lửa tầm xa để tấn công Nga. Theo ông Zelensky, việc tự sản xuất tên lửa tầm xa sẽ giúp Ukraine không quá phụ thuộc vào các đối tác phương Tây. Tờ Newsweek ngày 24 tháng 7 dẫn lời ông Zelensky cho hay, Ukraine đang phát triển tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Chương trình tên lửa của chúng ta đang có động lực tốt để phát triển dù đây là nhiệm vụ đầy thách thức. Chúng ta đang dần tiếp cận khả năng sử dụng tên lửa do chính Ukraine sản xuất và không phải phụ thuộc vào tên lửa do đối tác cung cấp. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 23 tháng 7. Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine nói rằng nhiệm vụ của quân đội Ukraine là đảm bảo đánh bại quân đội, hậu cần các vị trí quan trọng của Nga không chỉ ở tiền tuyến mà còn trên mọi phương diện bằng mọi cách và tất cả sức mạnh. Ông Zelensky tuyên bố, Ukraine cuối cùng nên đạt được độc lập quốc phòng tối đa, không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nước ngoài. Từ lâu, ông Zelensky đã kêu gọi phương Tây cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu trên đất Nga nói rằng đó là chìa khóa để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột. Hồi tháng 5, tổng thống Ukraine nói với tờ Gadian rằng quân đội nước này cần được sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời thúc giục Mỹ tin tưởng người Ukraine nhiều hơn. Tôi nghĩ thật phi lý khi có vũ khí phương Tây trong tay nhưng không thể tấn công đối phương. Tôi nghĩ đối phương đang cười nhạo về điều này. Họ biết chúng tôi có thể biết vị trí của họ nhưng chẳng thể tấn công, ông Zelensky nói. Cũng trong tháng 5, ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Nhưng có những cảnh báo đáng chú ý. Một số quan chức Mỹ nói với truyền thông ở thời điểm đó rằng Washington chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga giáp đông bắc Ukraine với mục đích bảo vệ khu vực Kharkov. Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như ATACMS ms để tấn công lãnh thổ Nga. Các đồng minh phương Tây của Ukraine không mặn mà trong việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể khiến họ bị kéo vào cuộc xung đột. Hàng chục huấn luyện viên nước ngoài bỏ mạng ở Ukraine tức ra điều kiện với Nga. Quân đội Nga đã phá hủy một điểm triển khai các binh sĩ Ukraine và huấn luyện viên nước ngoài tại khu công nghiệp ở thành phố Kharkov. Theo hãng tin RT, hôm nay 25 tháng 7 trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ một đoạn video về cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào cơ sở được cho là thuộc sở hữu của một công ty xây dựng. Vụ tấn công đã tiêu diệt khoảng 100 tay súng bao gồm 40 huấn luyện viên nước ngoài và 60 quân nhân Ukraine. Một video khác Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ vài giờ sau đó ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào nhà máy thiết giáp Kharkov. Hai xưởng sửa chữa xe bọc thép đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, khiến hoạt động của cơ sở này bị tạm dừng. Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết một cuộc tấn công đã nhằm vào một điểm triển khai dành cho các huấn luyện viên nước ngoài ở thị trấn Dekachi ở vùng Kharkov. Cơ sở này đã bị phá hủy bằng hệ thống Iskander M và khoảng 50 người nước ngoài được cho đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công. Các cuộc tấn công trên diễn ra sau khi Moscow nhiều lần cảnh báo bất kỳ nhân viên quân sự hoặc vũ khí được gửi từ nước ngoài tới hỗ trợ Kiev đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga. Hiện không rõ có bao nhiêu huấn luyện viên nước ngoài đang hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, đầu tháng này, cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho hay quân đội Pháp ngày càng lo ngại về số lượng gia tăng người Pháp thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố các huấn luyện viên quân sự phương Tây đã có mặt từ lâu ở Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê và tiếp tục hứng chịu thương vong. Đức ra điều kiện với Nga Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố để ngăn chặn việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở Đức, trước tiên Nga phải dừng xung đột với Ukraine. Điều đầu tiên Nga nên làm để ngăn chặn Đức tiếp quản vũ khí của Mỹ là chấm dứt xung đột chống lại Ukraine và từ bỏ nỗ lực chinh phục Ukraine, tờ Elkovin Grabda dẫn lời ông Skol. Theo ông Skoll, việc triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức sẽ có tác dụng răng đe, đảm bảo Đức không bị tấn công. Thủ tướng Đức cũng bác bỏ những lo ngại cho rằng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ có thể dẫn đến leo thang căng thẳng với Nga. Cũng theo ông, Đức cần lực lượng và khả năng răng đe bên cạnh những gì đã có như tên lửa hành trình và vũ khí tầm xa thông thường. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ và Đức đã đồng ý triển khai tên lửa Tomahawk ở Đức để tăng cường khả năng răng đe và bảo vệ các đối tác NATO. Tuy nhiên, hơn 13 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố các thủ đô châu Âu có thể trở thành mục tiêu tiềm năng nếu như các nước châu Âu đồng ý triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ họ đã thắng. Ông Trump bất ngờ nói về Nga. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về sự cần thiết phải chấm dứt xung đột với Nga. Ông Trump từng nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Như đã biết, Tổng thống Zelensky gọi cho tôi và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Tôi nói rằng cần chấm dứt xung đột này. Đây là một cỗ máy chiến tranh. Trước mặt bạn là một cỗ máy chiến tranh. Họ đã làm những gì? Họ chiến đấu, họ từng đánh bại Hitler, họ từng đánh bại Napoleon. Họ đang tiến hành cuộc chiến, cuộc phản công mùa xuân của quân đội Ukraine. Họ đã rải hàng triệu của mình, theo như tôi biết, và họ có hàng nghìn xe tăng. Đây là tôi đang nói về Nga. Ông Trump lưu ý. Theo ông Trump, cuộc xung đột này có lẽ đã có thể được ngăn chặn, nhưng nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ Joe Biden đã không làm điều này. Khả năng điều này xảy ra là bằng không, mà trong nhiệm kỳ 4 năm của tôi, điều như vậy thực tế đã không xảy ra ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump kết luận. Ông Trump trước đó nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông dự định sẽ đạt được giải pháp cho xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ trong 24 giờ. Khi bình luận về những tuyên bố này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov lưu ý rằng đây là vấn đề quá phức tạp đối với một giải pháp đơn giản như vậy. Nga hướng tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công lớn ở Donetsk. Theo các báo cáo và đoạn video đăng trên mạng xã hội, lực lượng Nga đã chịu tổn thất lớn về quân lính và thiết bị trong một cuộc tấn công lớn ở Donetsk. Trận chiến lớn giữa quân đội Ukraine và Nga tại Novomikhailivka, quân đội Nga gồm 13 xe và 200 người đã bị đẩy lùi và nhiều người đã bị tiêu diệt, thông tin đăng tải trên mạng xã hội X cho biết. Novomikhailivka đã bị Nga chiếm vào ngày 28 tháng 4 sau cuộc giao tranh ác liệt mà lực lượng của Moscow được cho là đã mất hơn 300 xe quân sự và chịu thương vong lên đến 13.000 người. Vào thời điểm đó, Lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine, đơn vị chiến đấu ở đó đã mô tả khu vực này là một trong những nghĩa trang lớn nhất của thiết bị Nga. Tài khoản X Ukraine Control Map nơi ghi lại tình hình mới nhất ở tiền tuyến, đã đăng tải vào thứ Tư về các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn đang được lực lượng Nga tiến hành giữa Novo Mikhailivka và phía đông Vuleda, nằm cách đó khoảng 13 dặm về phía đông nam. Video dài 82 giây cũng được chia sẻ trên nền tảng truyền thông Noen Report, nơi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine. Đoạn clip tính đến nay, ngày 25 tháng 7, đã nhận được hơn 155.000 lượt xem, cho thấy một loạt các cuộc tấn công vào xe quân sự trên cánh đồng trống và khói bốc trên không trung. Thật điên rồ, lữ đoàn tấn công đường không số 79 đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga từ nhiều hướng, Noel Ribos cho biết, đồng thời nói thêm rằng Cuộc tấn công có sự tham gia của 11 xe tăng, 45 xe chở quân vũ trang, một xe BMPT Terminator và một xe chiến đấu vũ trang, cũng như hàng chục xe máy và khoảng 200 quân. Lữ đoàn Ukraine đáp trả bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng, tên lửa chống tăng có điều khiển và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bài đăng cho biết. Sau khi mất 13 xe bọc thép, những kẻ tấn công đã rút lui và bộ binh bỏ chạy đã bị các nhà điều hành UAV máy bay không người lái nhắm tới. Bài đăng này cũng cho biết thêm rằng quân đội Nga đã mất 6 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép BMP, có bộ binh và tất cả 12 xe máy. Có 40 người thiệt mạng và 37 người bị thương, bài đăng này cho biết thêm. Jürgen Norris, một người dùng X ủng hộ Ukraine, đã cung cấp thông tin chi tiết trong bài đăng rằng, sau khi tiêu diệt những xe tăng và xe bọc thép đầu tiên, các xe khác đã vội vã chạy khỏi chiến trường, bộ binh tản ra trên đường đổ bộ đã bị các phi công tiêu diệt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ASW đã lưu ý trong bản cập nhật ngày 24 tháng 7 rằng các blogger quân sự Nga đã tuyên bố rằng lực lượng của Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát pháo binh trên con đường giữa Kotiantinivka và Voleda và đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến đến phía tây nam của thành phố Donetsk. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC cho biết rằng không có bằng chứng trực quan nào xác nhận những tuyên bố này. Hàng chục UAV Nga bị bắn rụng trong cuộc tấn công ồ ạt vào nhà máy quan trọng của Ukraine. Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine tại hai khu vực giữa thủ đô Kiev và biên giới Nga bằng máy bay không người lái vào đêm trước. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết ngày 26 tháng 7. Quân đội Nga đã tấn công các cơ sở của Ukraine ở các tỉnh Yustomir và Chernihiv vào đêm 25-26 tháng 7, gây mất điện ở một số hộ gia đình, Ukrainego là công ty phân phối điện do nhà nước Ukraine điều hành. Nguồn cung cấp điện được báo cáo đã được khôi phục cho hầu hết người tiêu dùng vào buổi sáng. Công việc sửa chữa đang được tiến hành. Vào đêm 25-26 tháng 7, người Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander M và 22 máy bay không người lái tấn công xa hết. 20 máy bay không người lái này đã bị phá hủy. Hầu hết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Kherson phía nam và vùng Sumy phía đông bắc. Cùng với hai máy bay ở phía bắc, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái trong vài tháng qua, gây mất điện ở nhiều khu vực và buộc Kiev phải bắt đầu nhập khẩu điện quy mô lớn từ Liên Minh Châu Âu. Nga hướng tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công lớn ở Donetsk. Theo các báo cáo và đoạn video đăng trên mạng xã hội, lực lượng Nga đã chịu tổn thất lớn về quân lính và thiết bị trong cuộc tấn công lớn ở Donetsk. Trận chiến lớn giữa quân đội Ukraine và Nga tại Novomikhailivka. Quân đội Nga gồm 13 xe và 200 người đã bị đẩy lùi và nhiều người đã bị tiêu diệt. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội X cho biết, Novo Mikhailivka đã bị Nga chiếm vào ngày 28 tháng 4 sau cuộc giao tranh ác liệt mà lực lượng của Moscow được cho là đã mất hơn 300 xe quân sự và chịu thương vong lên tới 13.000 người. Vào thời điểm đó, lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine, đơn vị chiến đấu ở đó, đã mô tả khu vực này là một trong những nghĩa trang lớn nhất của thiết bị Nga. Tài khoản X Ukraine Control Map nơi ghi lại tình hình mới nhất ở tiền tuyến, đã đăng tải vào thứ Tư về các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn đang được lực lượng Nga tiến hành giữa Novo Mikhailivka và phía đông Vutleda, nằm cách đó khoảng 13 dặm về phía đông nam. Video dài 82 giây cũng được chia sẻ trên nền tảng truyền thông Noen Reports, nơi đưa tin về các cuộc chiến ở Ukraine. Đoạn clip tính đến ngày 25 tháng 7 đã nhận được hơn 155.000 lượt xem, cho thấy một loạt các cuộc tấn công vào xe quân sự trên một cánh đồng trống và khói bốc lên không trùng. Thật điên rồ, lữ đoàn tấn công đường không số 79 đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga từ nhiều hướng. Doen Reports cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công có sự tham gia của 11 xe tăng, 45 xe chở quân vũ trang, một xe BMBT Terminator và một xe chiến đấu vũ trang, cũng như hàng chục xe máy và khoảng 200 quân. Lữ đoàn Ukraine đáp trả bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng, tên lửa chống tăng có điều khiển và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bài đăng cho biết, sau khi mất 13 xe bọc thép, những kẻ tấn công đã rút lui và bộ binh bỏ chạy đã bị các nhà điều hành UAV máy bay không người lái nhắm tới. Bài đăng này cũng cho biết thêm rằng quân đội Nga đã mất 6 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép BMP có bộ binh và tất cả 12 xe máy. Có 40 người thiệt mạng và 37 người bị thương, bài đăng này cho biết thêm. Trước kênh một người dùng X ủng hộ Ukraine đã cung cấp thêm thông tin chi tiết trong bài đăng rằng sau khi tiêu diệt những xe tăng và xe bọc thép đầu tiên, các xe khác đã vội vã chạy khỏi chiến trường. Bộ binh tản ra trên đường đổ bộ đã bị các phi công tiêu diệt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã lưu ý trong bản cập nhật ngày 24 tháng 7 rằng các lốc gờ quân sự Nga đã tuyên bố rằng lực lượng của Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát pháo binh trên con đường giữa Kostiantynivka và Vutlenda và đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến đến phía tây nam của thành phố Donetsk. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC cho biết không có bằng chứng trực quan nào xác nhận những tuyên bố này. Nga bóc trần âm mưu của FBI nhắm vào Moscow Đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết những cáo buộc cho rằng Moscow đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ là sai sự thật. Đại sứ nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố hôm thứ năm rằng FBI đang sử dụng mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ do nga gây ra như một chiêu trò để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại của chính cơ quan này. Đại sứ Anatoly Antonov đang phản hồi lại những cáo buộc do giám đốc FBI Christopher Wray đưa ra khi ông này tuyên bố trước quốc hội ngày 24 tháng 7 rằng Moscow đã cố gắng can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ trong chu kỳ bầu cử này qua chu kỳ bầu cử khác và đặc biệt là trong cuộc đua vào Nhà Trắng hiện nay. Chúng tôi đánh giá rằng chính phủ Nga vẫn muốn gây ảnh hưởng và can thiệp theo nhiều cách khác nhau vào nền dân chủ của chúng tôi, vào tiến trình bầu cử của chúng tôi. Ray nói với các nhà lập pháp, tuyên bố rằng các nhà điều tra gần đây đã phát hiện ra một sự gián đoạn đáng kể của một phương tiện truyền thông xã hội đã được tăng cường bằng AI tạo ra, có nguồn gốc từ Nga, được thiết kế để trở thành một hoạt động gây ảnh hưởng. Antonov bác bỏ cáo buộc của Ray, mô tả chúng là một ví dụ không thành công nữa về việc đổ lỗi. Ông cho biết đây là chính sách thường được cả giám đốc FBI và các quan chức Mỹ khác sử dụng. Rõ ràng đây lại là những nỗ lực nữa nhằm sử dụng lá bài Nga để biện minh cho những thất bại của chính họ. Ông tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng có thể hiểu được rằng các đại diện của chính quyền Mỹ muốn chuyển hướng sự chú ý của người dân thường khỏi những sai lầm của họ và vô số mâu thuẫn nội bộ ở Mỹ. Chúng tôi thẳng thường bác bỏ những lời ám chỉ chống lại Nga, đất nước chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào các tiến trình dân chủ, Moscow luôn tôn trọng và sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Ông Antonov đề xuất rằng, để tìm ra những người chịu trách nhiệm cho các vấn đề bên trong nước Mỹ, Ray và các quan chức khác ở Washington nên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. Anh và Đức cân nhắc hợp tác chế tạo tên lửa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, Tờ The Times đưa tin, Vương quốc Anh đang cân nhắc hợp tác với Đức để phát triển tên lửa tầm xa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Theo các nguồn tin, Vương quốc Anh đang để mắt đến một loại vũ khí có tầm bắn 3.200 km, có thể phóng từ Berlin tới Moscow nếu Nga quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hesley được cho là đã thảo luận về kế hoạch này trong chuyến đi tới Berlin vào đầu tuần. Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, theo một phần của chính sách phòng thủ NATO First của ông Hesley. Nguồn tin cho biết các tên lửa này dự kiến được triển khai tại Đức, thay thế các tên lửa tầm xa của Mỹ được triển khai tại nước này từ năm 2026, bao gồm SM-6, Tomahawk và các tên lửa siêu thanh đang phát triển. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố trên được ông Hepley và người đồng cấp Đức Boris Potirus ký tại thủ đô Đức trong chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh ông hedley tuyên bố chuyến công du này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng, rằng an ninh châu âu sẽ là ưu tiên quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của chính phủ mới của anh tuyên bố quốc phòng mới của chúng tôi giữa anh và đức sẽ khởi động một mối quan hệ quốc phòng mới sâu sắc được xây dựng dựa trên các giá trị chung giữa hai quốc gia chúng ta Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết hai nước sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh như lĩnh vực mạng. Tân Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn, một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Stammer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư. Các nước phương Tây ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga. Trong nhiều năm qua, Moscow đã phản đối việc NATO tiếp tục mở rộng và tăng cường quân sự gần biên giới Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẽ không tấn công NATO. Điện Kremlin cho biết Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua các hành động gây nguy hiểm cho lợi ích của quốc gia. Tên lửa Nga liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa Iskander, phá hủy điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây, cùng một nhà máy quốc phòng của Ukraine ở khu vực Kharkov. Cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander của Nga vào một điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây tại Kharkov khiến hơn 100 người thương vong, trong đó có 40 huấn luyện viên phương Tây và hơn 60 người là lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7. Cũng theo bộ này, cùng ngày, quân đội Nga cũng đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào tổ hợp nhà máy quốc phòng ở Kharkov. Kết quả cuộc tập kích là hai xưởng sửa chữa và phục hồi xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy hiện phía ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên truyền thông nga cho biết hệ thống tên lửa iskander đã trở thành nỗi ám ảnh của lực lượng ukraine trong những tháng gần đây các cuộc tấn công chính xác của nga bằng tên lửa này đã phá hủy hàng loạt cơ sở chỉ huy và kiểm soát đoàn tàu chở thiết bị quân sự và trung tâm hậu cần của ukraine ông viktor listokin đại tá quân đội nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự nhận định hiệu quả đáng kinh ngạc của các cuộc tấn công mục tiêu quân sự của ukraine thời gian qua phần lớn nhờ vào khả năng sát thương của iskander iskander có thể bay lên cao trong không gian và tấn công theo phương thẳng đứng và mục tiêu đã định chúng không chỉ đạt tốc độ siêu thanh khi bay mà còn đạt tốc độ siêu thanh tại thời điểm tấn công Ukraine cho phép các tù nhân nữ đầu tiên tham gia quân đội. Bộ Tư pháp Ukraine thông báo Kiev đã gửi 7 nữ tù nhân đầu tiên cho quân đội. Những phụ nữ này đã bày tỏ mong muốn phục vụ trong quân ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Động thái trên có thể diễn ra nhờ một đạo luật do Quốc hội Ukraine radar thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký duyệt vào tháng 5, giữa lúc quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến trong cuộc xung đột dài dẳng với Nga. Đạo luật mới cho phép những người bị kết án về một số tội danh nhất định tình nguyện tham gia quân đội Ukraine để đổi lấy việc được ân xá. Một quỹ ban y khoa quân sự và tòa án có trách nhiệm xem xét nguyện vọng của các tù nhân. Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Elena Vysokaya nhấn mạnh, luật về việc huy động tù nhân được Vekona Rada phê chuẩn đã tạo cơ hội không chỉ cho nam giới mà cả phụ nữ gia nhập quân ngũ. Bà Vysokaya thừa nhận cho đến nay rất ít nữ tù nhân bày tỏ mong muốn tham gia quân đội. Tính đến ngày 23 tháng 7, Kiev mới chỉ chấp thuận 7 đơn sinh như vậy. Bộ Tư pháp Ukraine thống kê tổng cộng có 6.101 tù nhân đã nộp đơn xin tham gia các lực lượng vũ trang để đổi lấy việc được ân xá kể từ khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.800 người trong số đó được chấp thuận. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov, từng phụ trách vấn đề hậu cần trong quân đội, đã bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng theo hãng thông tấn TASS, ông Bulgakov đã được đưa đến trại giam Butika ở Moscow. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB xác nhận đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng D.V. Bulgakov như một phần của cuộc điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng. Các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định những thông tin liên quan đến hoạt động trái phép của ông Bulgakov. Ông Bulgakov, 69 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách hậu cần từ năm 2008 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022. Ông đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 2016. Nga rút toàn bộ tàu chiến khỏi Azov khi Ukraine gia tăng tấn công. Hải quân Ukraine cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu chiến khỏi biển Azov trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng tại Ukraine. Không một tàu chiến nào của Nga ở biển Azov, Dmitry Blentenchov, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Facebook vào tối 24 tháng 7. Có vẻ như họ, người Nga, bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, ông Blentenchov nói thêm. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nơi sáp nhập Nga vào năm 2014. Ông Blentenchov từng cho biết vào tháng 3 rằng mục tiêu cuối cùng của Ukraine là hoàn toàn không có tàu quân sự của Liên bang Nga ở khu vực Azov và Biển Đen. Người phát ngôn hải quân của Ukraine cho biết trong chương trình phát sóng truyền hình quốc gia ngày 25 tháng 7 rằng Moscow đã rút tàu chiến khỏi biển Azov sau khi lực lượng của Kiev tấn công và làm hư hại chiếc phà Slavianin của Nga tại cảng khắp ở vùng Krasnodar hôm 23 tháng 7. Chiếc phà này được cho là đã được Nga sử dụng để vận chuyển toa xe lửa, xe tải và container cho mục đích quân sự. Theo tờ Newsweek, Nga đã di chuyển nhiều tàu chiến của mình từ Crimea đến Novorossiysk do cuộc tấn công không ngừng của Ukraine. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 năm ngoái cho thấy, hạm đội Nga rút từ cảng Sevastopol ở Crimea đến Novorossiysk ở vùng Krasnodar Krai. Các tàu cũng hướng tới cảng hải quân Nga ở Feodosia, nằm xa hơn về phía đông trên bán đảo Crimea. Những hình ảnh vệ tinh gần đây hơn từ tháng 4 được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở MT Anderson của OSINT dường như cho thấy hạm đội Biển Đen phần lớn đã từ bỏ các căn cứ hải quân lớn ở Krem. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 cho biết, Krem đã bị các thiết bị bay không người lái và xuồng không người lái của hải quân tấn công trong đêm. Lực lượng Nga đã chặn và phá hủy 4 UAV và hai xuồng không người lái đang tiến về bán đảo Biển Đen. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, dựa trên bản đồ mới nhất mô tả tình trạng chiến tuyến, các lực lượng Nga đã đạt được những thắng lợi nhỏ trong những ngày gần đây ở phía đông Ukraine. Tổ chức có trụ sở tại Washington, DC hôm 24 tháng 7 báo cáo lực lượng Nga đã tiến về phía bắc thành phố Kharkov và tiếp tục chiến đấu ở phía bắc khu vực này. Một trong những bản đồ của họ đánh dấu tuyên bố của Moscow rằng họ đã chiếm được làng Hlyborg gần biên giới và cho thấy những bước tiến khác tại thị trấn Staritsa, cách đó khoảng 30 km về phía đông. Một bản đồ khác mô tả những tuyên bố của Nga về lợi ích ở khu vực Donetsk, như việc chiếm giữ các thị trấn Neveske và Yuripska vào ngày 21 tháng 7. Các bản đồ của ISW cũng đánh dấu những bước tiến của Nga vào ngày 22 tháng 7 về phía New York, Lipka và hai ngày sau đó là về Tinipka, Lính bắn tỉa Nga tấn công đội súng máy Ukraine Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh các tay súng bắn tỉa hoạt động ở Donbass. Trong video, có thể thấy hai tay súng bắn tỉa Nga đang nhắm mục tiêu vào một đội súng máy Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cặp đôi này đã băng qua bãi mình để tiếp cận mục tiêu, trong khi quân đội Ukraine liên tục pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Derbent, một trong hai tay súng bắn tỉa, ước tính khoảng cách giữa anh và mục tiêu là 750 mét, nói thêm rằng anh đã loại bỏ tay súng máy bằng phát đạn đầu tiên. Trước đó, Derbent cũng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.500 mét. Một video khác cho thấy một nhóm lính bắn tỉa được trang bị súng trường cỡ nòng lớn đang phục kích một đơn vị Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã phát hiện một con đường mà phía Ukraine thường xuyên sử dụng để tiếp tế cho quân đội mặt trận phía Nam Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Sau đó, các tay súng bắn tỉa Nga được triển khai để phục kích và ngăn chặn hoạt động của đối phương. Các lực lượng Nga hiện tại đang tiếp tục tiến hành hoạt động tấn công ở Donbas và vùng Khai kiếp phía đông Ukraine. Chỉ trong một tuần qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 4 ngôi làng ở Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Lugansk và Khai Kip. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại